Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. Xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay em về rất là nhiều các mã sản phẩm mới từ tới khách hàng nhà em luôn nhá. Thì Hukan, ở đây em về rất là nhiều các mã sản phẩm mới này. Đầu tiên là lên cho em dòng Hukan 533. Mã Hukan đầu kẹp 13 ly 533, con này em bán cực kỳ là nhiều rồi, dòng quốc dân anh em ạ. Rồi, lên cho em này. Ok này. Các bạn anh em này là con Hukan 533 anh em nhé. Con này thì em sẽ khui thử cho bác nhìn xem luôn này. Bình thường em gửi từ tay khách hàng thì chắc chắn là sẽ bóc lốp cái bóng và em sẽ dán tem bảo hành bên em vô đã. Em kiểm tra mãi ấy, có bị lỗi lầm hay không thì mới gửi hàng đi nhá. Anh em nào mà nhập về bán ấy thì các bác báo bên em là không cần phải kiểm tra hàng các kiểu này. Đấy, không cần bỏ lốp cái bóng ấy. Về anh em tự anh em bóc anh em bán khách hàng này. Đây này, lên cho em này. Đợt này nó cải tiến hộp đựng khá là ngon các bạn. Đợt này thì em bán rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay đợt này cải tiến hộp đựng khá là ngon. Phía công ty cải tiến này làm hộp đựng cho anh em siêu xịn sò luôn các bác ơi. Wow, con này thì đợt này họ làm là logo. Logo luôn anh em ạ. Logo dập nổi, bình thường trước là làm tem giả ấy. Đợt này công ty cải tiến lên luôn. Logo dập nổi cho anh em luôn nhá. Hukan 533 một bộ này. Sẽ là một thân máy như này anh em này. Hai pin 10 cell, 10 cell là chân pin phổ thông nên anh em có thể lắp những cái con khoan này, những con chuyên vít 13 ly khác các kiểu được luôn cho em này. Đây anh em cùng em mở hộp sản phẩm này. Đây hai pin 10 cell luôn anh em ạ. Hai pin 10 cell, một sạc bàn và một hộp đựng. Thân máy cho anh em này rất là ngon. Logo dập nổi các bác nhá. 20 cấp trượt, 3 chức năng này. Bán vít, bán tôn, khoan sắt, khoan gỗ vào búa luôn. Hai tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên thân cho em này. Một thân máy này, hai pin 10 cell, pin 10 cell và là chân pin phổ thông. Đấy, chân pin 4 phân anh em có thể lắp được những cái thân máy khác chân phổ thông luôn này. Một sạc, một hộp đựng và có cả cái tay cầm phụ đi kèm luôn. Lần này tặng tay cầm phụ cho anh em luôn này. Mà giá thì quá là quốc dân anh em. Giá phải nói là giá quốc dân, giá rẻ luôn này. Đầu kẹp 13 ly, 3 chức năng, 2 cấp tốc độ cho em này. Con này thông số cho em nhé. Huma model này HK533BL. Đấy, 3 chức năng này. Đầu 13 ly, 21V cho em này. 2 tốc, tốc 1 từ 0 đến 680 vòng 1 phút này. Và tốc thứ 2 từ 0 đến 1700 vòng. Lực xiết của nó là 85N anh em nhé. Model 533 của Huma này. Giá cực kỳ là rẻ. Bác nào mà đã có pin rồi thì anh em lấy thân máy cho em. Lấy thân máy cho em. Ở đây công ty có chương trình bán cả thân máy và bán cả nguyên bộ. Đây, có pin rồi anh em lấy thân máy cho em thế này thôi. Có pin rồi các bác lấy thân máy cho em thế này. Thân máy giá 630.000. Bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra hàng cho em trước khi toán này. Còn anh em chưa có thân máy, à chưa có pin, chưa có gì cả, anh em có thể lên cho em là nguyên một bộ thế này. Một bộ sản phẩm thế này thì chỉ với giá là 1.250.000 là bên em bao phí vận chuyển toàn quốc anh em nhé. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra hàng cho em. Đặc biệt thì em có chương trình tặng luôn cho bác là một bộ con sâu 21 chi tiết và hai cái khoa năng 68 này. Anh em nào muốn dùng hàng chính hãng, hàng công ty, giá rẻ, chất lượng ngon, bảo hành thì anh em lên cho con này, dòng quốc dân luôn, phải nói là ngon bổ rẻ các bác ạ. Anh em sẽ cùng em đi test thử con này các bác nhé.
Thế em sẽ test thử con 533 trên vít bắn tôn anh em nhé. Rất ngọt luôn ạ. Bây giờ thì em sẽ khoét gỗ thử cho các bác với con 533 anh em nhé. Test thử chức năng khoan bê tông cho nhà mình nhá. Em sẽ khoan gạch cho bác xem luôn ạ. Đây em sẽ test thử chức năng khoan gỗ. Em sẽ dùng mũi khoan gỗ 12 ly và em test với con Hukan 533 anh em nhá. Con Hukan 533 dùng rất là khỏe, rất là ngon. Thân máy này, thân máy như thế này. Đây. Thân máy không em nhá. Thân máy không như thế này, 630.000. Nguyên một bộ sản phẩm như thế này cho em. Đầy đủ pin sạc, có phụ kiện luôn các bác nhá. Tặng bộ sâu này. Bộ sâu 21 chi tiết này, gồm sâu này, khẩu với cặp vít nhỏ nhỏ này. Đấy, 20 khoan năng 68 nữa, giá có 1.250.000. Thân máy bảo hành 6 tháng, pin sạc bảo hành 3 tháng cho anh em mình luôn nhá. Ngoài ra thì ngày hôm nay Hukan chương trình về rất là nhiều các mã sản phẩm anh em ạ. Về rất là nhiều các mã sản phẩm mới này. Rồi, giới thiệu luôn cho anh em này. Anh em mà có nhu cầu các bác có thể là sử dụng luôn này. Đây này, qua đầu tiên này. Lên cho em cái mã thân máy bu lông. Anh em có pin rồi muốn tiết kiệm chi phí giá thành lên thân bu lông cho em. Thân bu lông của Hukan X4 này. Con này khá là khỏe luôn anh em ạ. Con này dòng khá là khỏe. Cầm cây mảy nó chắc tay lắm các bác ơi. Lực giết của nó là 330 N. Anh em nghe rõ giúp em này. Hai tốc độ tốc chậm này, tốc nhanh này. Bu lông đầu rỗng vừa siết ốc này, vừa vít tôn được luôn cho em. Thì con này thân máy như thế này. Thân máy như thế này, giá tới đây các bác 590.000. 590.000 bao phí vận chuyển luôn. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán. Hàng chính hãng, hàng công ty mà giá thì quá là bèo luôn. Các bác yên tâm ạ, công ty thì chắc chắn họ sẽ gọi là họ sẽ rất là chú trọng đến chất lượng, bởi vì là chất lượng đánh giá cái công ty của các bác. Các bác mua các bác mấy hàng chất lượng, các bác mua sản phẩm khác được, nên anh em yên tâm họ làm sẽ chất lượng cho bác rồi. 590.000 này. Tiếp lên này, xem cho em được xem còn cái thân gì này. Rồi, ở đây, đây về thân. Trời ơi, thân rất là nhiều các mã thân máy này. Thân máy rồi nguyên một bộ, anh em nào chưa có pin thì lấy thân máy. Có pin rồi, lấy cả bộ luôn cho em. Ok này, lên tiếp cho em là con thân máy khò anh em nhé. Thân máy khò nhiệt này.
Anh em nào mà các bác khó dịch trong thời tiết tầm này, cuối năm rồi, anh em làm hoa quả các bác làm tiện lợi chưa anh em ơi? Đây, có hai ống đi kèm này. Đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Ai ui, sắc quá. Chân pin là cho pin phổ thông, chân 4 phân cho em nhé. Thân máy khò nhiệt, thân máy khò nhiệt xài chân pin phổ thông anh em nhé. Đây này, tiện lợi chưa bác ơi? Đấy, một xíu khác bây giờ là gọi là sale luôn đấy anh em. Đây, anh nhìn giúp em nhá, xun và xoăn luôn. Wow, đến đâu là xun luôn đến đấy. Đấy, tiện lợi các ơi, tiện lợi lắm luôn. Em nhìn giúp em nóng quá trời ơi. Đây, tắt đi các bác, ấn một phát ở bên này các bác mới tắt được đi nhá. Nhớ ấn vào mới tắt được đi luôn. Thân máy khò nhiệt như thế này, chân pin phổ thông, 990.000 cho em, bao phí ship cho bác luôn. Anh em ở nhà có pin rồi, rất tiện lợi, anh em lấy luôn thân máy thôi. Nó tiện lợi và nó tiết kiệm được chi phí giá thành. Đấy, tiếp lên cho em này. Lần này lên một số mã này. Hàng mới về nói chung là công ty sẽ nghĩ đến cảm nhận của khách hàng. Làm anh em gọi là các bác chưa có pin, bán cả pin. Các bác có pin rồi, bán thân máy. Đấy, thân máy thì nó tiết kiệm được rồi. Rồi, tiếp lên cho em này. Wow. Thân con, à con này con Hukan X1. Hukan X1 Pro, Hukan IMP các bác. Impact, con dòng Impact mà con này làm bằng nhựa ABS. Làm bằng nhựa ABS rất là bền và rất là ngon anh em nhé. Một bộ sản phẩm thế này. Đây, lên cho em này. Hukan IMP, X1 IMP. Con này thực sự ra là bán rất là chạy. Bởi vì sao? Thứ nhất là một pin 10 cell chân pin phổ thông. Thứ hai là pin 15 cell chân pin phổ thông. Còn báo đèn thì thực sự ra báo đèn em thấy cũng không chuẩn lắm đâu. Đây, chân phổ thông anh em kết hợp được luôn. Máy mài, máy bê tông các bác, máy 13 ly các kiểu được luôn cho em. Dòng bu lông đầu rỗng, vừa xích ốc, vừa vít tu được luôn cho em nhớ. Con này thì lực của nó là 330 N. Con này model là Hukan X1 IMP hay có bác còn gọi là Hukan nó X1 mã 2022 này. Tốc chậm từ 0 đến 1.000 vòng, tốc thứ hai từ 0 đến 1.550 vòng này. Đây, lên cho em này. Wow. Một bộ sản phẩm gồm một thân máy này, hai pin, một pin 10 cell, một pin 15 cell, một sạc bàn, một hộp đựng, một khẩu 22 đi kèm. Đây, dây đeo luôn anh em ạ, có dây đeo khẩu 22. Giá tới tay anh em nhà mình 1.500.000. Vỏ nhựa ABS chống va đập anh em nhé. Vỏ nhựa ABS chống va đập luôn này. Rồi, quá là ngon luôn. Anh em nào chưa có pin, anh em nào chưa có pin lấy nguyên bộ. Anh em có pin rồi lấy thân máy cho em. Thân máy 600 luôn, sale này. Còn nguyên bộ như thế này 1.500.000, bao phí ship luôn. Hukan X1 IMP cải tiến từ bên trong lẫn bên ngoài, chắc chắn là đã cải tiến thì chắc chắn là phải ngon hơn hàng cũ rồi, hàng mẫu rồi. Anh em yên tâm về chất lượng luôn cho em nhé. Rồi này, tiếp lên cho em các bác ơi. Đây này, lên tiếp cho em này. Anh em lên tiếp cho em. Mã này là mã Hukan. Con này là con Hukan Z1002. Hukan Z1002 cho em, model Z1002. Đây, thân máy luôn anh em nhé. Thân máy Hukan cho em này. Thân Hukan Z1002 lực xiết là 95 N. 95 N. Anh em nào mà muốn con rút lõi được luôn này thì lên cho em con này. Dòng của Hukan. Ôi cho anh em ơi, làm phụ kiện rất là ngon luôn, tay cầm này và cái gài máy như thế này cho em nhé. Thân máy Hukan đầu kẹp 13 ly cho em. Con một Z1002 đầu C inox khá là đẹp luôn, logo sập nổi của Hukan các bác nhá. Con này thì tốc chậm từ 0 đến 760 vòng, tốc nhanh là 0 đến 1700 vòng cho em. Thân máy anh em nhá. Thân máy cho em này. Em sẽ gắn thử vô cục pin này và test thử cho anh em nhà mình xem luôn ạ. Rồi. Anh em đi rút lõi vô tư thoải mái luôn. Thân máy cho anh em 920.000. 920.000 là bên em bao phí ship luôn.
anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Cần một con rút lõi được mà hàng ngon, hàng công ty lên cho em con này có 920.000 thôi. Bao phí ship toàn quốc rồi, nhận hàng kiểm tra đầy đủ này. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều các cái mã thân máy này. Rồi, thân 13 ly này, thân bê tông này, thân thổi bụi, nói chung là khò nhiệt các kiểu luôn cho em này. Rồi, lên cho em một cái mã hàng đang thanh lý này. Đang thanh lý cho em này. Lên cho em một cái mã hàng đang thanh lý của công ty. Anh em nhé. Đang thanh lý luôn anh em nhé. Máy mài chỉnh tốc này. Con này giá quá là bèo luôn các bác ơi. Dụng cụ chắn này, tay mở và tay cầm phụ luôn cho anh em nhé. Con này em còn khoảng đúng một thùng duy nhất 10 con. Một thùng duy nhất 10 con các bác ơi. Công suất của nó là 900W này. Vòng tua 11.000 vòng 1 phút cho em, lưỡi lở lưỡi 1 tốc cho em nhé. Hàng chỉnh tốc của Hukan, giá thanh lý bèo bọt luôn nhé, 370.000. Con đúng mồi một bộ ống, con đúng mồi một thùng 10 con, 370, công suất 900W cho em này. Đầy đủ dụng cụ chắn, tay mở và tay cầm phụ cho em. Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho bác luôn nhé. Đây, đầy đủ phụ kiện luôn này. Tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em này, anh em lên cho em cái con bê tông bin. Hôm nay nhiều mã sản phẩm mới về quá các bác ơi. Bê tông bin của Hukan, dòng này bán rất là nhiều rồi các bác ơi. Anh em làm bê tông này, khoan bê tông các kiểu đục điếc, anh em làm trên cao. Chuyển cho em con này, chuyển cho em con này luôn các bác ạ. Em sẽ lấy cục bin em lắp thử cho bác, cho anh em nhà mình xem cái con này luôn, để chất lượng của nó xem các bác ạ, nó như thế nào anh em nhớ. Rồi, bỏ tay cầm ra này. Lần này họ còn làm cả hộp đựng thế này luôn này. Hộp đựng để đựng cho nó là an tâm, gọi là an toàn khi đi xa, khi ship hàng đến các bác. Rồi, có pin rồi, lấy thân máy cho em tiện lợi và đa di năng. Thân Hukan bê tông 1.300.000. 1.300.000 là bên em miễn phí ship nhá. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Rất là ngon luôn này. Tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em. Lên cho em là dòng thân thổi bụi. Thân thổi bụi của Hukan này. Trời ơi. Rồi, anh em chưa có pin, lên cả bộ. Anh em có pin rồi, lên thân máy cho em. Thân thổi bụi này, một pin 10 cell này, một ống thổi này, túi lọc cặn và sạc như thế này cho em nhé. Giá tới tay các bác. Wow, khỏe lắm luôn. Anh em tự bẩn thò, gọi là các bác thổi lá hoặc anh em thổi lửa đấy. Tiện lợi và đa di năng. Thân máy, thân máy thì có cả túi lọc, có cả ống như này, túi lọc cạn thế này. Thân máy giá 600, còn nguyên một bộ sản phẩm như thế này 900.000. Bao phí ship cho em nhé. 900.000 là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nhận hàng kiểm tra hàng cho em trước. Rồi, tiếp lên cho em này. Một cái mã Hukan S88, thân máy 13 ly chân pin phổ thông cho em nhé. Giá tới tay các bác nhà mình. Đây, đầu 13 ly. Anh em gọi là muốn tiết kiệm chi phí giá thành thì lên con này cho nó rẻ. Dòng công ty, hàng chính hãng, giá có 700.000 cho em thôi. 700.000 nhá, miễn phí vận chuyển. Nhận hàng anh em kịp trả hàng cho em trước khi thanh toán quá nhá. Rất là nhiều, ra là ngày hôm nay về là rất là nhiều các mã sản phẩm. Giá rẻ cũng có, chất lượng cũng có, mà giá tới cái khách hàng thì quá là bèo luôn. Thì anh em có nhu cầu cái mã hàng sản phẩm nào, anh em alo trực tiếp cho em. Các đầu số thì em đã để trên màn hình rồi. Các bác không gọi được thì bác có thể là nhắn Zalo, nhắn tin trực tiếp đều được nhá. Anh em quan tâm thì có thể là đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để cập nhật video clip mới nhất các bác nhá. Em xin kết thúc bài video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả các anh em ạ.